Trai Ngoại Thành kính kính chào quý vị. Đây, hôm nay Trai Ngoại Thành bắt đầu hái chùm ruột nha mọi người. Cây chùm ruột nè. À, cây chùm ruột cho mọi người coi chùm ruột nha. Bây giờ bắt đầu hái chùm ruột nha. Mọi người có biết cách hái chùm ruột không? Nay Trai Ngoại Thành sẽ hướng dẫn các bạn cách hái chùm ruột. Hai cây chùm ruột nè. Nó bị cao. Đó. Chùm ruột quá chừng trái luôn nè. Đó, cây chùm ruột. Chùm ruột hay chùm ruột ta? Ta gọi là chùm ruột hay là chùm ruột? Nè, trai. Ở miếng này chùm ruột hay chùm ruột miếng? Chùm ruột đây đó cho mọi người coi, chùm ruột đó. 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 Bây giờ bắt đầu hái nha. Đó. Đây là nguyên đó cho mọi người coi luôn nè, đó. Chùm ruột đó. Hấp dẫn không? Đó, cây nhỏ xíu người thôi á, mà có trái rồi đó. Chùm ruột. Chùm ruột hay là chùm ruột đều được hết. Đó. Đó, chùm trái. Đây. Giới thiệu với mọi người, đây là dụng cụ hái trái chùm ruột, gồm có một cái cây và một cái chai cột vô, bắt đầu hái. Đây, hái nha. Tọt vô. Đây. Cho cái rổ đây, rinh cái rổ vô. Đó, quay vô cái rổ nè, đó. Đó. Cái này lấy cái lon bự mới được, cái này lon nhỏ quá. Đây, chùm ruột. Đó. Quay chậm nữa coi làm lẹ quá. Từ cái gì cũng từ từ. Cái này chắc bữa nào chặt cái đọt nó bớt cái mày ơi. Mày ăn hết trái thì chặt. Trái ta đem ra đùi mùi tự nhiên chặt. Cái gì rớt quả trơn hả? Hồi phải lụm nữa. Đây. Tại cái này nó bị hư rồi. Đó, chùm ruột. Đó, cây chùm ruột. Nhìn là chảy nước miếng luôn á mọi người ơi. Không có cần thấy mình. Đây. Cái này bữa nào làm cái cây khác. Không cần thấy. Rồi đây. Đây. Thấy thả vô thôi hả? Đây nhìn đây, đó. Đừng có thả. Ở Ngân mày ăn không Ngân? Chưa. Mày có ăn không? Tao hái nhiều. Hái xuống hết luôn, chứ để đó làm chi nhiều á. Ai làm xiên đâu mà hái hết trời. Đây. Đủ chưa? Hái hết luôn đi. Thôi lâu lắm. Cái này là hư rồi. Để hái vậy sao tao làm được, hái tao làm mất nội. Không có làm mất, hái quay phim nè. Biết sao cái này bị hư rồi, để tao sửa lại. Để sửa cái nguyên cái chùm trên là nó cuối luôn. Rồi nè mọi người. Chùm ruột. Đó, bây giờ rửa. Sao mà thưởng thức. Rồi. Chúng bắt đầu ăn nha mọi người đây. Ăn thử có chua hay ngọt nha không? Ăn nha. Ôi ngon. Nó chua. Dễ mang luôn. Ăn thơm trái nữa nha. Chua mà. Chua hơn khá chua. Quay phim ăn không? Quay phim đây coi coi.
Ngọt không? Ngọt phải trả lời chứ. Ngọt không nói lên lời. Ngọt không nói, ăn thêm trái nữa đi. Trời, ba, hai trái vô một rút luôn. Quá đã luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha.